sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách vui lòng trở về ghế ngồi, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, cầm bàn ăn và mở nắm che cửa sổ. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Chúng tôi cũng xin thông báo ngừng việc bán hàng trên chuyến bay. Xin cảm ơn.